Xin chào mọi người, mình là Kim Dung từ Vita Perfume Nước Hoa Vita. Hôm nay mời mọi người cùng với Dung, tụi mình hãy trải nghiệm một trong những mùi hương drama rất là sang trọng đến từ Rosa, hay còn gọi là vụ bê bối của Rosa đó. Nghe có vẻ khá là gợi tò mò đúng không? Tuy nhiên, drama của Rosa hay chai nước hoa dành cho nữ mang tên Scandal lại là một mùi hương hoàn toàn không drama. Trên tay mình chính là Scandal, một trong những mùi hương dành cho nữ được gọi là drama của Rosa. Tuy nhiên, đây là một mùi hương dành cho nữ, dành cho nàng cực kỳ đẹp. Và hôm nay mời mọi người cùng với Dung, tụi mình hãy unbox Scandal, một trong những mùi hương dành cho nữ rất là tuyệt vời đến từ Rosa nha. Scandal phiên bản dành cho nữ là một mùi hương nước hoa được Rosa miêu tả là mùi hương chủ điểm hoa trắng. Ở đây chủ đạo chính là hoa huệ tây. Hoa huệ tây được Rosa xử lý bằng cách kết hợp với những nốt hương hoa khác như là hoa dành dàn Gardenia và hoa nhài Sambac, khiến cho mùi hương đặc trưng của hoa huệ tây được nổi bật hơn. Hợp hương hoa trắng quyện hòa cùng với long diên hương và gỗ đàn hương tạo thành lớp mùi hoàn chỉnh, rất dễ chinh phục những người yêu thích nốt hương hoa trắng và ngay cả những người trước giờ không quan tâm quá nhiều đến nhóm hương này. Cùng với 51 và Elixir, Scandal là một trong những chai nước hoa dành cho nữ best seller của Rosa trên toàn cầu. Và hiện giờ Scandal đã có rất nhiều phiên bản cho nam, phiên bản cho nữ và cả phiên bản essence nắp tím, thể hiện một điều Rosa bán rất chạy mùi hương mang tên drama này nha. Trước con lốc reform mùi hương hàng loạt thì việc săn tìm các phiên bản cũ được sản xuất trước reform là điều mà người yêu hương và sưu tầm nước hoa nào cũng làm. Trên tay mình là Scandal phiên bản dành cho nữ có dung tích tiêu chuẩn là 50ml. Để phân biệt cụ thể những chai nước hoa đến từ Rosa thì chúng ta sẽ nhìn các thông tin được Rosa in ở phần đáy. Ở những phiên bản cũ thì seal của Rosa sẽ là sticker tròn và sau đó thì đã chuyển sang dạng hàn nhiệt. Nào bây giờ mời mọi người cùng với Dung, tụi mình hãy unbox mùi hương này nha. Bây giờ thì mời mọi người cùng với Dung, tụi mình hãy trải nghiệm mùi hương này ha. Không những mà có ngoại hình xinh đẹp, mùi hương đẹp, đúng là một mùi hương tuyệt vời dành cho nữ. Ngoài những thông tin được Rosa chia sẻ về Scandal cùng với làn sóng hâm mộ và đón nhận khủng khiếp của mùi hương này, thì trên nhiều diễn đàn uy tín về mùi hương chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều bài review ca ngợi mùi hương mang tên Scandal này. Đây là một mùi hương hoa chủ đạo, cụ thể chính là hoa huệ tây Tuberose. Scandal mở đầu trên da mình là một phiên bản rất là mạnh mẽ của loài hoa này. Như mọi người đều biết, hoa huệ là một trong những loài hoa xác thịt mang cả hai khía cạnh animalic vô cùng bản năng và quyến rũ cùng với khía cạnh trong trắng và ngây thơ. Hoa huệ đúng là loài hoa đứng giữa ranh giới yêu và ghét rất là mãnh liệt. Về hương hoa huệ Scandal, đây là một mùi hương hoàn toàn không hề đơn giản. Cảm nhận của mình về mùi hương này sau khi vừa mới xịt ra, đó chính là cái khía cạnh nguyên thủy bản năng và có phần hơi nặng của hoa huệ. Một bông hoa đang nở rộ ở độ đẹp nhất, rất là đẹp và vô cùng mạnh mẽ. Khi mình ngửi cái chai Scandal này thì mình cảm nhận một chút ở cái sự nổi loạn ha. Suy nghĩ đầu tiên của mình khi mà mình ngửi cái chai Scandal này là wow, có vẻ là hơi khó dùng nha. Nhưng sau đó mình liền bị cuốn vào cái luồng suy nghĩ thứ hai là ồ, mình phải thẩm nó lâu hơn, mình phải thử nó lại một lần nữa. Mùi hương này thật sự khá là hấp dẫn và thậm chí rằng khi mà bạn càng trải nghiệm nó, khi mà mùi hương nó sống càng lâu trên da, mình càng thấy thích mùi hương này hơn, mình là càng thấy yêu nó hơn. Ở đây mình biết các bạn đã từng trải qua cái cảm giác là khi vừa mới xịt một cái mùi hương nào đó thì mình cảm thấy thích nó liền, mình cảm thấy bị chinh phục ngay lập tức. Nhưng sau đó mùi hương nó càng lúc nó càng yếu ớt và càng lúc càng thể hiện cái sự bình thường của nó, khiến cho mình không thích nó nữa. Tuy nhiên Scandal là một mùi hương hoàn toàn ngược lại. Khi mà mình mới ngửi thấy nó thì có thể mình sẽ cảm thấy là hơi nồng rồi, ồ, mình có thể không thể sử dụng được mùi hương này. Tuy nhiên hãy chờ nha, khi mùi hương nó bắt đầu sống lâu hơn trên da, tầm khoảng 15 phút, 20 phút, 30 phút, mùi hương bắt đầu trở về cái khía cạnh khác của hoa huệ. Đó là một cái khía cạnh trong sáng, thuần khiết và cực kỳ thanh lịch của hoa huệ. Khác với mùi hương có phần áp đảo ở ban đầu, về sau hoa huệ mang tên Scandal bắt đầu dịu đi một chút, tựa vào lớp hương với hoa nhài và hoa cam. Những nốt hương hoa trắng khác đóng vai trò làm nền cho hoa huệ bắt đầu nổi lên một cách rõ ràng hơn, hay đúng cách hơn chính là làm cho hoa huệ mềm mại, dịu dàng và quyến rũ hơn so với vẻ mạnh bạo ban đầu. Thêm vào đó, đây là lúc gỗ đàn hương và xạ xuất hiện. Mình thậm chí là không thể cảm nhận nốt hương hoa hồng, nốt hương Rose de Mai một cách rõ rệt trong mùi hương mang tên Scandal này. Tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ sau khi Scandal bắt đầu dry down thì trên người mình lúc này là một mùi của một bông hoa huệ tươi, một bông hoa huệ tươi theo đúng nghĩa đen với một chút
âm hưởng nhẹ nhàng của oải hương lavender giúp cho mùi hương hoa huệ trở nên mềm mại, và lúc này các lớp hương đã tệp vào với nhau ổn định hơn trên da, tạo thành một mùi hương đẹp đẽ, bồng bềnh và hơi có một chút kem, có một chút kem phấn nhẹ nhẹ. Đây là một mùi hương đẹp tuyệt vời và nó không mang đến cái cảm giác tuyến tính, cảm giác là trước sau như một, mà mùi hương nó thay đổi ở trên làn da bạn. Bắt đầu là một bông hoa huệ nồng nàn, bạo liệt và có phần mạnh mẽ. Sau đó những nốt hương hoa trắng khác xuất hiện giúp cho thuần hóa hoa huệ, làm cho hoa huệ mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn. Các nốt hương như gỗ và xạ bắt đầu nổi lên cùng với một chút kem phấn nhẹ đến từ lavender và rễ cây diên vĩ, khiến cho mình cảm nhận được nhiều hơn và toàn diện hơn vẻ đẹp của một bông hoa huệ. Tất nhiên rồi, Scandal phiên bản Puffer có độ bám tỏa cực kỳ tốt. Bạn nào đã có cơ hội thử phiên bản Extended Puffer nắp kim loại màu tím thì phiên bản Scandal nắp đá sẽ là một bản nâng cấp hoàn chỉnh hơn, sang trọng hơn và mang đến một cái trải nghiệm mùi hương vô cùng đẳng cấp. Một lưu ý nhỏ ở đây nữa là với mùi hương mang tên Scandal này thì mình nghĩ rằng các bạn nên thử trực tiếp lên da thay vì chỉ xịt lên giấy thử thông thường. Đây là một mùi hương nó sẽ pha trộn, nó sẽ mix và match với da bạn và nó thể hiện rất là rõ, toàn diện hơn mùi hương của hoa huệ khi được xịt lên da, thành một cái phiên bản hợp nhất và khác biệt hoàn toàn so với khi bạn xịt Scandal lên giấy. Có thể nói đây là một trong những chai nước hoa làm tông mùi hoa trắng vừa lãng mạn lại vừa hiện đại. Nó thơ mộng theo một cái cách nhất định. Đây là một bông hoa trắng phù hợp để các bạn sử dụng hàng ngày. Một mùi hương hoa trắng đa dụng và dễ sử dụng hơn rất nhiều so với những mùi hương có phần trịnh trọng đến từ Rosa. Và một ngày đẹp trời và không biết sử dụng mùi hương nào thì mình rất recommend các bạn hãy trải nghiệm vẻ đẹp tuyệt vời khi một bông hoa huệ nở rộ trên da với mùi hương mang tên Scandal. Và thật khó để có thể bắt gặp một mùi hương vừa đẹp vừa sang trọng như Rosa Scandal trên thị trường hiện nay. Mùi hương lãng mạn và tinh tế này là duy nhất. Nếu bạn yêu thích mùi hương hoa trắng và cần những cái trải nghiệm mùi hương đẳng cấp và không bị đụng hàng, hãy cân nhắc đến Rosa Scandal đến từ Rosa Parfum nha. Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã dành thời gian coi video unbox và review Rosa Scandal đến từ Rosa Parfum của mình. Mình là Kim Dung từ Vita Parfum nước hoa Vita. Nếu yêu thích video này hãy like và theo dõi mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video unbox và review nước hoa Rosa sau.